Xin chào các huấn luyện viên báo Lai 4. Hôm nay chúng ta sẽ đi review về ngôi sao bóng đá Brazil, siêu sao của bóng đá thế giới Neymar Jr. Ở mùa giải hiện tại thì anh có mức lương là 14, chiều cao là 1m75, nặng 68 kg, thể hình nhỏ, chân thuận 5 năm, kỹ thuật 5 sao, chỉ số gốc gồm có 5 chỉ số: ăn vạ, cá nhân, tinh tế, ma tốc độ và qua người 1-1. Neymar có hai vị trí là LV kép cam và thậm chí có thể đá CF hoặc SP. Thì ở vị trí LV kép, anh có điểm mạnh chúng ta thấy rằng là đó là tăng tốc, tốc độ, khéo léo, khả năng đỡ bước một, giữ bóng và rê bóng rất tốt, khả năng chọn vị trí, tầm nhìn và khéo léo, cùng với đó là sự tinh tế. Khi các bạn đặt Neymar ở vị trí RW thì các bạn có thể để chiến thuật đơn của anh ấy như sau, đó chính là đột phá, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường, xâm nhập vòng cấm và trong khe. Còn khi các bạn đổi gió và đặt Neymar ở vị trí SP để anh ấy ở vị trí SP thì các bạn sẽ chỉnh chiến thuật đơn như sau. Sẽ nách, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường về chạy chỗ. Và trên hàng công ở bất kỳ vị trí nào các bạn nên để xu hướng của anh là công 3 và 1. Giờ chúng ta sẽ đi vào in game để xem là siêu sao này thể hiện như thế nào. Bóng đá Brazil đã sản sinh rất nhiều những huyền thoại, những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như là vua bóng đá Pele hay người hành tinh Ronaldo. Và thế hệ đầu thế kỷ 21 này thì đó chính là đại diện Neymar Jr, một trong những siêu sao xuất sắc nhất của thế hệ vàng Brazil thời điểm hiện tại. Và sau anh chính là Vinicius Jr, cầu thủ đang thi đấu với câu lạc bộ Hoàng gia Real Madrid. Trong game thì Neymar có thể hình tương đối thấp bé nhẹ cân so với một cầu thủ thi đấu ở vị trí hàng công châu Âu. Tuy nhiên điểm mạnh của Neymar chính là khả năng đỡ bước một, khả năng của skill, khả năng cầm bóng, giữ bóng và khả năng truyền rất là tốt. Thời thi đấu cho Barcelona thì Neymar đã thấm nhuần phong cách chơi cầm bóng và truyền bóng ở khoảng ngắn, cùng với đó là sự kết hợp giữa những kỹ thuật tinh tế và ảo diệu nhất đến từ đôi chân của Neymar. Một cầu thủ có hai chân thuận đều như nhau là rất hiếm. Nhưng Neymar thì có điều đấy. Khả năng của skill rất ảo diệu. Bất kỳ một skill khó nào anh cũng có thể thực hiện được. Và khi quẩy thì dáng quẩy của Neymar rất là đẹp. Những kỹ thuật của Neymar đã được đưa vào danh sách khoa dạy về bóng đá và được rất nhiều các em nhỏ trên thế giới thần tượng. Khi các bạn cầm Neymar, các bạn có một nghệ sĩ vũ công samba đích thực trên sân cỏ, và các bạn có thể tha hồ làm được tất cả những kỹ thuật mà mình biết đối với anh ấy. Khả năng tranh chấp bóng với hậu vệ của Neymar cũng tương đối tốt, với phản ứng nhanh nhạy. Ngay khi mất bóng, anh có thể quay lại và dùng tốc độ của mình để chạy theo hậu vệ đồng bạn, cướp lại bóng.
khi quậy skill thì nếu như gặp hậu vệ đội bạn chơi rác, Neymar sẽ phát huy chỉ số ẩn ăn vạ, và trong vòng cấm thì bạn hoàn toàn có thể kiếm được một quả penalty từ đôi chân của Neymar. Đó là test qua về khả năng cầm bóng, giữ bóng và quậy skill. Bây giờ chúng ta sẽ xem là Neymar dứt điểm như thế nào. Khả năng tăng tốc và bứt tốc cực kỳ nhanh. Tuy nhiên hạn chế của Neymar chính là thể hình. Chính vì vậy khi gặp những trung vệ tô cao thì anh rất dễ bị đè. Tuy nhiên việc cướp bóng trong chân Neymar là một điều không dễ dàng. Khả năng dứt điểm của Neymar là cực kỳ tốt, dù là chân trái chân phải, khi có cơ hội thì Neymar đều có thể chuyển hóa thành bàn thắng cách đơn giản nhất. Bóng thường đi rất hiếm và găm vào góc chết. Neymar đóng D, đóng D, D, đóng C, D hay Z, D đều rất tốt. Rồi là một bàn thắng thể hiện phẩm chất săn bàn đáng sợ của ngôi sao này. Neymar đã từng giành chức vô địch Olympic cùng với đội tuyển U23, U20 quốc gia Brazil và giành được rất nhiều danh hiệu cao quý ở cấp độ câu lạc bộ, Champions League cùng Barcelona, vô địch La Liga, vô địch giải Brazil, vô địch gia Pháp, Ligue 1. Khi khởi đầu sự nghiệp ở Barcelona thì nghiệp thi đấu châu Âu đấy, Neymar được kỳ vọng sẽ là một trong những ứng viên giành quả bóng vàng. Tuy nhiên thì đến bây giờ Neymar vẫn chưa giành được bất kỳ một quả bóng vàng nào. Có lẽ anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Năm nay 27 tuổi và đang bước vào độ tuổi chín của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Cơ hội để Neymar giành danh hiệu cao quý nhất vẫn đang còn ở phía trước. Neymar skill. Nếu như không thể ghi bàn thì anh hoàn toàn có thể kiến tạo một đường bóng tinh tế cho đồng đội. Rồi là một tình huống Neymar kiến tạo cho Mojica ghi bàn. Sự toàn diện của Neymar trên hàng công chính là việc anh chơi rất đa năng. Anh có thể chơi vị trí tiền đạo cắm, chơi CF, chơi cam, chơi giật cánh. Điểm mạnh của Neymar chính là ở những tình huống xử lý bóng rất tinh tế. Và rất hiếm có những cầu thủ có thể xử lý được như anh. Mọi người rất hay. Chết đi. Neymar có rất nhiều mùa thiệp.
Tuy nhiên ở mùa thiễn nào cũng vậy, đó chỉ là phiên bản nâng cấp của mùa thiễn hiện tại. Mùa thiễn vậy là chúng ta vừa quét qua ngôi sao bóng đá Brazil Neymar di dời, thì ở vị trí NV kép cam tôi cho anh điểm là 9,5 trên 10, IFT là 8 trên 10, và đây là một cầu thủ rất đáng để các bạn trải nghiệm.